Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là trẻ hóa tội phạm. Ôi em ơi, vậy tại sao không phải là một luật sư ngồi đây vậy em? Hoặc là một chú công an khu vực chẳng hạn. Theo như em thấy á, nếu như mà để những chú công an, những luật sư, có thể là cái cách tiếp cận của họ với khán giả nó hơi bị khô khan quá. Không phải đâu, không có nhiều người mức rượt à, em yên tâm đi. Thật ra đây không phải là chuyện vui. Dạ đúng. Nãy giờ là khi mà bắt đầu như vậy mình cố gắng cười, nhưng mà cái chủ đề này nó không vui mọi người à, nó không vui một chút nào hết. Nói gì thì nói, chúng ta mong những cái sự trẻ hóa ở rất nhiều những cái lĩnh vực cần thiết, ví dụ như là sáng tạo nè, ví dụ như là phát triển kinh tế nè, ví dụ như là tạo ra những cái chính sách, hoặc là chí ít là những cái phong trào nào đó mà nó tạo dựng nên sự tích cực trong đời sống cộng đồng. Nhưng tội phạm thì khác. Bởi vì khi chúng ta nói về cái câu chuyện tội phạm mà càng ngày càng trẻ hóa, nó lại không chỉ nằm ở những bạn đang phạm tội. Một cái tội phạm trẻ hóa ngay lập tức nó liên quan đến giáo dục gia đình. Buộc phải nhìn nhận rằng là cái phản ứng của cộng đồng với câu chuyện này nó chưa kịp thời. Và cái thứ ba, muốn hay không thì vẫn phải cúi đầu thừa nhận một cách rất là đắng lòng rằng là cái tác động của giáo dục nhà trường nó vẫn chưa đủ mạnh và nó chưa hiệu quả. Chúng ta vẫn hay nói rằng là có vẻ như ngày hôm nay tụi nhỏ nó phạm tội nhiều quá. Và chính vì tụi nhỏ nó phạm tội nhiều quá cho nên mình mới nói là tội phạm nó đang trẻ hóa dần dần, đúng không? Thực ra nếu như nhìn ở một cái góc độ nào đó thì mình có thể thấy đây là một kết luận đúng. Bởi vì rõ ràng là chúng ta có những cái nỗi quan tâm rất là đặc thù cho từng giai đoạn xã hội. Nếu như mà cái đám trẻ ngày hôm nay, thế thì cái đám trẻ ngày xưa là ai? Cái đám trẻ ngày xưa là tụi mình đó Yên. Rồi xưa hơn nữa là ba mẹ tụi mình. Thế thì cái thế hệ này và thế hệ trước nữa là cái thế hệ phải đối diện với cái nỗi lo gì? Đó là nỗi lo về chiến tranh. Đó là nỗi lo của câu chuyện sống chết. Và với thế hệ chúng ta thì cái nỗi lo của cái câu chuyện thuộc về kinh tế, cái bữa ăn mỗi ngày. Và lúc đó thì cái gắn kết gia đình nó khác, và cái sự bận tâm của chúng ta nó khác. Và điều đó nó dẫn đến những cái đặc thù về mặt hoạt động. Mà tại sao bây giờ giới trẻ nó lại không giống như chúng ta ngày xưa, và có những cái kiểu phạm tội rất là kỳ lạ như vậy? Cái này nếu mà chị nói vậy thì em phải suy nghĩ một tí xíu về cái việc mà các bạn trẻ đang có cái hướng tiếp xúc với xã hội bằng cách nào. Yeah. Mà nó đã khiến cho các bạn như vậy. Bằng nhiều cách. Có nhiều ông bố bà mẹ nói con tuổi nhà nó ngoan dữ lắm, nó không có đi đâu. Trời, tôi có thấy nó cặp bè, cặp bạn, nó với ai đâu. Tại vì trong nhận thức của phụ huynh và trong sự hình dung của phụ huynh là con mình là phải có 500 anh em. Con mình là phải có bè, có đảng, con mình là phải hới một tiếng một cái là tin như cả đám cầm nhau đi rôn ràng trong xóm. Thì mới gọi là cái bằng gì? Kéo bè, kéo phái. Rồi tụ năm, tụ ba. Con mình nó không tụ hợp với ai hết trơn á. Và phụ huynh, con tôi nó ngoan dữ lắm, nó ở nhà miết, nó có đi đâu chơi đâu. Dạ, nó chơi game. Nó chơi game online. Vậy là mạng xã hội. Nha, 500 anh em của nó trở nó. Thực ra về cơ chế tâm lý trong độ tuổi thì nó cũng không có gì gọi là phức tạp hay là chuyển biến một cách khác biệt rõ rệt so với thế hệ trước đâu. Nó vẫn là những cái cơ chế tâm lý trong cái độ tuổi này, đó là hoạt động giao lưu bè bạn là một cái hoạt động chủ đạo nè, ở tuổi vị thành niên nè. Hai đó là gì, là cái nhu cầu khẳng định bản thân mình nè. Ba đó là gì, đó là làm sao cho bản thân mình trở thành một cái đối tượng mà được chú ý nè, tức là thích sự tập trung chú ý và thích thể hiện bản thân mình. Thực ra đó là những cái gọi là những cái cơ chế tâm lý mà thế hệ nào cũng có hết á. Đi kèm với những cái nhu cầu về mặt tâm lý và các cái cơ chế phát triển tâm lý như vậy, các con gặp được mạng xã hội, các con thoải mái thể hiện. Thực ra ngày xưa mình ghét đứa nào đó thì mình ghét vậy thôi. Nhưng mình viết thư, mình viết lên bàn. Viết lên bàn, trời ơi, cái trò viết lên bàn lâu lâu mà đi lượn ngang các cái lớp thế hệ này là sẽ thấy những cái câu chửi, nói chung nó cũng không tích cực lắm nhưng mà có chửi. Nhưng mà mình không dám ghi ra họ tên, mình chỉ ghi chữ tắt. Cái thôi. Rồi đặc biệt là ghi bằng tay trái. Để đừng nhìn ra chữ. Đúng rồi, đó. Không nhìn ra nét của thế mình. Thế bây giờ làm gì? Nặc danh bằng một cái nick ảo, viết một cái post, rồi nói gần nói xa, xong rồi comment qua lại, cái hẹn nhau ra phố đi bộ. Rồi hoặc là chơi game. Bây giờ trong ai cũng muốn có một cái nhu cầu là trong độ tuổi này là gì? Là được khẳng định bản thân, được tôn trọng, được tung hê, được vỗ tay, được sùng bái. Nhưng mà tụi nhỏ bây giờ thì sẽ là gì? Là đánh game, mua những cái account mà có gọi là có những cái sức chiến đấu rất là ghê gớm để được tung hô trên game. Tại vì trong đời thật ba mẹ vẫn coi con là trẻ nít. Trong học tập thì có thể là vì rất nhiều lý do mà cuối cùng kết quả học tập của con cũng không được cao. Đi kèm với điều đó lại là hội chứng con nhà người ta, để rồi đứa trẻ cảm thấy mình không ra gì. Nhưng mà mình vẫn muốn là mình ngon lành cành đào. Vậy thì bây giờ mình làm gì? Mình lên mạng xã hội, mình thể hiện ở trên đó. Vậy thì
đối với những cái bạn như vậy á, sẽ có khả năng trong tương lai là đàn anh, đàn chị rất là máu mặt. Tại vì từ khi còn nhỏ các bạn đã được nêu tên như vậy rồi. Vậy thì cái hệ quả sau này trong cái cuộc đời của các bạn sau này sẽ rất là khó khăn không chị? Hệ quả vô cùng lớn, và không chỉ dành riêng cho các bạn đó mà dành cho cả cộng đồng. Đó là lý do mà chúng ta không thể nào nhẹ nhàng cho qua những cái câu chuyện như thế này theo kiểu ô con nít mà. Ôi đứa nào mà hổng quậy, ôi ngày xưa mình trẻ mình cũng giống như nó. Dạ hồi xưa mình trẻ theo kiểu khác nha quý vị. Cũng đừng lấy cái trải nghiệm của mình ra và lấy cái sự an bình cuộc đời của mình trong giai đoạn này để thấy là mọi chuyện nó bình thường. Thực ra tôi tin là không bình thường đâu. Tất cả chúng ta khi đã có những cái lỗi lầm trong quá khứ, chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết chúng ta phải vượt qua cái lỗi lầm đó như thế nào. Như vậy thì với những cái vấn đề về phạm tội trẻ vị thành niên, thực ra nó cũng có nhiều cấp độ. Nó có những cái cấp độ mà các em buộc phải vào trường giáo dưỡng, chuyện đó là đương nhiên, bởi vì chúng ta, xã hội chúng ta có pháp kỷ. Và cái thứ hai là các em phải chịu những cái hình phạt rất là nặng, đó là cái giá phải trả. Và đương nhiên chuyện này nó đau lòng. Tuy nhiên nó không dừng lại ở đó. Tức là hệ quả đây không chỉ đơn giản là bạn phải trả giá bằng một cái án tù, hay là bạn trả giá bằng những cái tháng ngày cải tạo là xong, mà bạn phải trả giá bằng tương lai. Đó là gì? Thứ nhất, trong cái việc mà bạn kết giao xã hội sau này, bạn cũng rất khó tìm được một người bạn tốt. Con đường kết nối xã hội của bạn nó sẽ khó. Nói gì thì nói, chúng ta luôn kêu gọi nhau là gì? Hãy mở cửa, hãy mở lòng vòng tay để đón người hoàn lương. Nhưng mà cái sự nghi kỵ trong lòng con người ai mà không có. Và chúng ta có quyền e dè với một cái người nào đó mà quá khứ của họ có vấn đề. Như vậy thì rõ ràng những hoài bão của bạn lúc này muốn thực hiện nó sẽ bị cản trở vì cái kết nối xã hội của bạn nó khó khăn. Bạn rất dễ có xu hướng tìm lại cái người đồng cảnh mình, lại là những cái người mà có thể là lại phạm tội theo một kiểu khác. Bạn muốn gặp được những cái người mà tử tế thực sự thì cái người đó người ta e dè với bạn. Khi các bạn phạm tội ở cái lứa tuổi quá nhỏ như vậy thì cái việc các bạn đó vào trại cải tạo như thế xong hết rồi thì các bạn ra ngoài thì các bạn cảm thấy như là mình không cam tâm với cái việc đó. Nó có hai kiểu. Một là các bạn không cam tâm, nó sẽ liên quan đến những bạn không có quay đầu, không biết hối cải. Nhưng mà có nhiều bạn thì lại không tin vào mình, sẽ bắt gặp những cái nhìn e dè của người xung quanh. Hàng xóm láng giềng sẽ nói với nhau, ở thằng đó mới đi cải tạo về. Ở thằng đó hả, hai mấy tuổi đầu nhưng mà có hết 5-7 năm ở trong trại cải tạo. Tất cả những cái điều đó là những cái định giá chứ. Và các bạn ấy cũng tự bắt đầu cảm thấy là mình so với những cái người bạn đồng trang lứa là mình tự nhiên mình bị hụt. Mình không có được trân quý bằng. Và cái khả năng tự đánh giá của chúng ta ai cũng có mà. Và trong trường hợp này cái khả năng tự đánh giá đó có thể khiến cho các bạn tự hiểu rằng là mình là cái người bị bỏ lại phía sau. Và các bạn tự ti, khi tôi mới ra trại, tôi mới ra tù, tôi biết là mọi người không coi trọng tôi. Ví dụ một cái lời từ chối trong một hoàn cảnh bình thường với một người bình thường, người ta có thể coi đó là điều bình thường. Ừ thì thôi người này từ chối mình tìm người khác. Nhưng mà với những cái bạn mà mới ra tù, mới ra trại thì có thể cái lời từ chối đó các bạn lại được định nghĩa theo một cái kiểu khác. Đó là gì? Đó là mình bị coi thường. Và chính cái sự tự ti đó nó lại có thể là hoặc là động lực để các bạn cố gắng nhiều hơn. Nhưng hoàn toàn cũng có thể biến thành một cái điều gì đó để các bạn buông thả. Cái này nó sẽ suy xét về mặt xã hội. Họ có một điều so sánh đúng không chị? Đương nhiên. Và chúng ta không thể trách xã hội trong chuyện này. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta cần một cái sự so sánh mang tính toàn diện. Và chúng ta là con người nên chúng ta cần cả sự bao dung và cái khả năng tin tưởng vào đồng loại của mình nữa. Chúng ta không thể coi nó là điều bình thường được. Bởi vì khi bạn coi đó là điều bình thường, bạn không can thiệp sớm, bạn không chủ động với những đứa nhỏ mới đẻ ra và chưa kịp trẻ để cái ải dậy thì của đứa bé ấy nó được trôi qua một cách an toàn và đúng nghĩa, thì rõ ràng là bạn sẽ tạo ra rất là nhiều hệ quả mà đôi khi có những cái sai cả đời không sửa được. Vậy thì theo chị, những nguyên nhân để bắt đầu những cái nền móng này là ở đâu? Nguyên nhân trong chuyện này nó cũng không phải là những nguyên nhân mới gì đâu Yên. Nó là những cái nguyên nhân mà chúng ta hoàn toàn có thể liệt kê được. Có điều là hành xử với nó không phải là chuyện đơn giản. Một đó là từ giáo dục gia đình. Cái nhận thức của cha mẹ về sự trưởng thành của các con là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai đó là cái sinh hoạt trong gia đình. Cái tính làm gương được cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta có một cái gia đình mà có đủ nếp nhà thực sự lành mạnh, có nghĩa là có cơm chung, có giao tiếp gia đình, có chia sẻ các giá trị cuộc sống, có đủ sự cởi mở và có đủ cái sự gọi là thông tin với nhau một cách liên tục để mình có thể điều chỉnh hành vi. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu như mà muốn thay đổi điều này, thực ra chính những vị phụ huynh phải là cái người chủ động thay đổi đầu tiên. Đó. Cần thêm sự kiên trì nữa. Và phải có niềm tin với đứa trẻ, bởi vì cái đứa trẻ mà chúng ta tạm gọi là nó đang có hành vi chưa ngoan đó, bạn muốn nó quay trở về một cái đứa trẻ mà nó ngoan hơn, hành vi của nó văn minh hơn, hợp lý hơn, đúng nghĩa, đúng mực hơn, thì bạn phải đợi thời gian tính theo năm chứ không phải là tính theo ngày. Cho nên là nếu như con mình nó đã có những cái hành vi như vậy rồi thì cái điều gọi là cái điều bắt buộc lúc này mà phụ huynh phải thực hành nữa đó là cái sự kiên trì. Mình có cần phải đổ lỗi cho cái việc là
bọn trẻ đang coi những thứ trên mạng, bắt chước những thứ trên mạng, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề như thế này. Nó là nguyên nhân bề nổi, nhưng cái bề nổi đó nó được đẩy lên bởi một cái đang chìm. Bạn có thể đổ lỗi nếu như bạn đang cảm thấy bất lực, bạn không biết đổ lỗi đi đâu. Nhưng mà như đã nói từ đầu đến giờ, nếu như gia đình của bạn đủ vui, đứa trẻ ấy đủ bận rộn với hoạt động gia đình, thời gian đâu nó coi phim, thời gian đâu mà nó sa đà vào game. Cái thứ hai, nếu như bạn đủ sự giao tiếp với con, bạn cùng với con lắng nghe tâm tư tình cảm và cùng có những sinh hoạt chung với con để hướng con đến những cái sản phẩm văn hóa giải trí lành mạnh, thì thời gian đâu và lúc nào con bạn coi những cái ấn phẩm nó rất là tiêu cực ở trên mạng. Nếu như ngay từ đầu bạn chủ động đưa con đến với công nghệ và bạn biết được rằng là kênh nào thì con nên xem và kênh nào thì nên chọn lọc, mà khi con mình nó lỡ coi một cái kênh mà không được chọn lọc, bạn đã làm gì để con mình nhận ra rằng đây không phải là những cái kênh mà mình nên theo dõi? Nếu như bạn không làm những cái điều đó thì thực ra việc mà bạn đổ lỗi cho mạng xã hội lúc này là một cái lời đổ lỗi vô thưởng vô phạt, nhưng hậu quả là có thật.